Trực cũng đường Lê Văn Duyệt nó còn nguyên si. Thế mà khi mà mình phóng bạt tóc từ quận 9 lên đây thì nó thành thế này đây, mời quý vị. Coi như là không công tốc. Tức là hãy nghĩ rằng là họ dán vào để ngày mai mới chính thức công bố đấy. Chứ còn nếu mà ngày hôm nay công bố sớm quá chắc là nhiều người giống hãy ấy, kiểu là check in ấy. Đó, kiểu vậy, kiểu vậy. Nên là ngày mai ấy, nếu mà ai muốn check in đường Lê Văn Duyệt ấy, cái check in đầu tiên nha, là nhớ là ngày mai nha. Chắc chắn là ngày mai là chắc là sẽ bỏ biển ra đấy. Hải Yến là check in với cái cột. Bắt chân một tấm nha. Đây.